Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với The Cánh Đồng, địa chỉ 436 Hai Bà Trưng, Hội An. Hãy cùng Mio khám phá nhé. Let's go. Quán mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối nha mọi người. Thường thì mọi người sẽ đi vào buổi chiều, không khí nó sẽ thoáng mát dễ chịu hơn nha mọi người. Cơm lam nè mọi người. Rồi. Cơm lam này dưới nước. Cơm dẻo không? Phải không? Không đúng hả? Ngon. Chấm này ngon quá nè. Đây là cơm lam nha mọi người. Cơm lam nó dẻo lắm mọi người. Gỏi mít trộn nè, gỏi mít trộn thơm. Cái mít nó bùi bùi, ăn với tôm chấm món chua ngọt nha. Đây là món chim đậu. Ăn kèm nước chấm ngon lắm. Hến xào trái vả luôn, gọi hến trái vả. Thank you.
Hello mọi người, bây giờ là đang có mặt ở phố cổ Hội An. Hello mọi người. Không, cái đó đi xuống tàu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.